Bếp Mini xin chào cả nhà thân yêu. Hôm nay vào bếp nhanh và cùng với Mini thực hiện món khai chi chấu rim của người Hàn nhé. Món này có vẻ như là giống món cá sốt của Việt Nam mình đấy, nhưng mà cái công thức và cái nguyên liệu thì nó hơi khác. Bây giờ thì cùng thực hiện với Mini luôn nhé. Món này thực hiện rất là dễ, ai cũng có thể làm được. Đây là các nguyên liệu đi kèm cho món cá hôm nay này. Mình sẽ sử dụng một miếng củ cải trắng. Món này nấu với củ cải là ngon nhất đấy các bạn ạ. Củ cải trắng thì thái mỏng như thế này, cũng không mỏng quá nha các bạn nhé. Đó, tiếp theo đó thì mình dùng một nửa miếng bí. Thì thực ra cái này nấu với bí tròn thì ngon hơn, nhưng mà mùa này nó không có bí tròn, cho nên mình sử dụng cái bí dài để thay thế. Các bạn cũng thái miếng hơi dày dày như thế này, vì cái bí này nó nhanh chín. Tiếp theo thì mình dùng thêm một miếng hành tây. Hành tây thì cũng sắt dày khoảng tầm 1-2cm là được các bạn nhé. Và món này thì mình có sử dụng thêm một tay hành baro. Hành baro thì không thái mỏng mà thái hơi dài dài một chút như thế này, cũng cỡ dài 1-2cm đấy. Và cái thanh hành baro đó mình cũng thái ra như thế. Lát nữa chúng ta sẽ cho vào nêm vào cá khi mà cá nó gần được. Rồi thêm vào một vài trái ớt cho nó có vị cay nồng. Vậy là đã sơ chế xong các cái phần nguyên liệu đi kèm cho món cá, rất là đơn giản đúng không nào? Bây giờ chỉ việc bắc nồi lên bếp này và mình sẽ cho cá vào. Cá này mình đã làm sạch sẽ và mình có ướp qua một chút xíu muối rồi. Bây giờ cho vào thì giống như kiểu dạng áp chảo các bạn, không cho dầu mỡ gì nhá. Để nguyên như thế cho nó gọi là có một cái vẻ se se lại. Sau đó thì mình sẽ cho nước tương vào. Đó, mình cho vào khoảng tầm 2-3 thìa nước tương. Nước tương tiếng gọi chấu rim can trang ấy các bạn nhé. Đây chính là cái con cá khai chi của Hàn đấy. Trong tiếng Việt thì không biết mình gọi là cá gì. Thế nhưng mà loại cá này nó có một cái mình rất là dài. Và cái thịt của nó thì cũng mỏng thôi nhưng mà ăn rất là ngon. Tiếp theo khi nước tương đã ngấm vào cá rồi đấy, mình cho củ cải vào luôn. Củ cải các bạn có thể xếp lên trên hoặc là giải sang bên rìa của cái son cũng được. Và đây chính là cái nước dùng. Mình sử dụng 300ml nước dùng từ cá trống khô. Sau đó mình sẽ cho vào một thìa bột gạo nếp để đánh đều cái hỗn hợp này lên. Sử dụng cái nước này cho vào rim thì món cá của chúng ta nó sẽ ngọt hơn rất là nhiều. Các bạn không có thì có thể sử dụng nước bình thường cũng được. Và các bạn lưu ý là cho nước nó sắp sắp mặt cá thôi nhé. Tiếp theo thì mình sẽ cho thêm vào 2 thìa ớt bột. Bạn nào thích ăn cay thì có thể cho tăng lên một chút. Và bây giờ thì các bạn xếp bí lên trên này, rồi hành tây này, rồi hành baro này, và cũng cho luôn cả ớt vào. Sau đó đậy lắp nồi lại và sẽ đun sôi trong vòng một vài phút thôi nhé. Và sau vài phút đun sôi thì các nguyên liệu rau củ có vẻ như gần chín rồi. Bây giờ mình cho thêm vào một thìa tỏi băm này. Sau đó mình lại cho thêm vào 2 thìa sirup từ ngũ cốc nữa để cho nó có một cái vị ngọt ngọt một chút xíu. Tiếp tục đậy vung và lại đun sôi trong vòng 1-2 phút nữa cho các cái nguyên liệu và gia giảm nó ngấm đều với nhau. Đấy, như thế này là được rồi đây này. Đó, gần được rồi đấy. Bây giờ thì mình sẽ thêm vào 2 thìa rượu nấu ăn nữa các bạn nhé. Cho vào như thế này để cho món cá nó có mùi thơm hơn nhé. Và mình sẽ đun thêm một xíu nữa thôi. Một xíu nữa thôi. Đấy, như thế này này. Món cá dậy mùi rất thơm. Và lúc này thì mình có thể nêm nếm lại xem nó vừa chưa. Và cái vị của nó thì cũng rất là vừa rồi, không mặn cũng không nhạt quá. Bây giờ thì mình sẽ cho nốt cái phần hành baro mà mình còn để lại đấy. Và còn cho thêm một nắm rau cúc vào nữa các bạn nhé. Rau cúc cho vào ăn kèm với món cá này cũng rất là ngon. Nó chỉ cần nhúng tái tái thôi, cũng không cần phải chín quá. Đây chính là cái công thức cá chấu rim của người Hàn ở vùng Chân Nam. Mà một lần mình đi du lịch cách đây mấy năm rồi, mình đã ăn cái món này ở cái nhà hàng. Và mình cứ nhớ mãi cái vị của nó. Đấy, thế là món ăn của bếp Mini hôm nay đã hoàn thành rồi. Rất nhanh đúng không các bạn? Món này mà ăn với cơm nóng và phải ăn nóng ngay lúc này ấy, thì ngon lắm luôn đấy các bạn. Các bạn hãy thử vào bếp làm món này nhé.
Và trước khi rời đi thì đừng quên dành tặng cho video một nút like, share video cho bạn bè và người thân nếu thấy hữu ích. Và nhớ là bật nút chuông thông báo để cập nhật những video mới tiếp theo của kênh nhé. Chào tạm biệt và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở chia sẻ tuần sau. Bye bye.